nắng vàng rơi xuống núi, xua tan ánh chiều tà, đèo mây nghe lòng gió trên cao tranh vênh vạch núi, đèo đá trên cao thành những con đường đưa ta về đây nơi địa đầu tổ quốc, đưa ta về đây, về đây trên đỉnh Ma Phi Lem, rừng chiều nghiêng nghiêng nắng mây đang bay về đâu, trên thung sâu in hiền vạch núi đã sáng năm xưa giờ qua mây chiều, cho ta hẹn nhau nơi con đường hạnh phúc, cho ta chờ nhau trên đỉnh Ma Phi Lem. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hiện tại bây giờ đang là buổi chiều tối các bác ạ, 5:30 rồi. Hoàng Hiền thì vừa mới làm về xong, chạy ngay vào nhà cô Toán Tí Hon đấy, cùng anh với anh Đông Tí Hon. Hôm nay thì trong cái chương trình đó là Hoàng Hiền sẽ cùng với lại cô Toán này và anh Đông đi dắt bò cho nhà cô Toán, một cái rất là đẹp để cô Toán chăn nuôi phát triển kinh tế. Hôm trước thì đã đi mua rồi, thống nhất giá là 13.800.000 đồng. Đấy, một cái rất là đẹp với cô Toán ạ. Vâng, bây giờ thì Hoàng Hiền xin mời tất cả các bác nha, sẽ cùng với Hoàng Hiền và cô Toán Tí Hon cũng như anh Đông Tí Hon đi dắt bò cho cô Toán về chăn các bác nha. Mời vỗ tay, vỗ tay. Chúc các bác một lời trân trọng nhất ạ. Vâng, chúc sức khỏe các bác nhá. Bây giờ Hoàng Hiền chuẩn bị đi lên xe đi dắt bò. Rồi, chúc các bác thật nhiều sức khỏe các bác nha. Các bác yêu quý Hoàng Hiền, các bác hãy đăng ký kênh, like, đăng ký chia sẻ ủng hộ em bác nha. Ôi, cảm ơn các bác. Đi đây cô. Rồi, đã lên đến nhà anh Đông Tí Hon rồi các bác. Nhà anh Đông đây. Đấy, Hoàng Hiền mượn cái đèn trước. Tí tối 5:30 tối nhanh lắm. Xin chào chị nhá. Anh Đông ơi, quay nói chuyện các bác đi. Em chào các bác nha, vận khỏe nha, trời tối ăn cơm sáng ngoan nha. Anh Đông đang mừng cho cô Toán lắm này. Nói chuyện các bác tiếp đi. Các bác ạ, hôm nay chị Hoan, hôm nay rất bò. Và đến nhà, cho nó nhanh lớn. Cho nhanh lớn à? Cho nhanh béo. Bọn anh Đông thì Tết, tầm Tết là đi nữa. Bọn nhà cô cũng già già bằng bọn anh Đông ấy, già ngang bọn anh Đông ấy. Ra Tết là đi nữa rồi. Vâng. Em chào các bác nha. Em mời tạm mời các bác các chị một bài. Được. Em hát à? Bài tủ của anh ấy, bài mà đang hot hiện nay ấy. Xin mời anh. Này chú bò, nhà đen bang, chào lý xe làng,
nơi trầm trầm trồi màu bướm vàng, nơi trầm trầm nằm ngủ rồi, nơi trầm trầm làm gì già lại chú em buồn. Cái bài hát là vậy các bạn ạ. Ôi đang hay à. Hay quá, lời hai luôn. Lấy chồng sớm làm gì luôn. Đại, à, hay quá, đang hay à. Lấy chú buồn nghe nên mang nên mang sao lý trà lạc lấy chồng chồng trôi màu bướm vàng lấy chồng chồng nằm ngủ rồi lấy chồng chồng làm gì đà lại chú em buồn. Hết rồi, đang hay. Hôm nào anh Đông phải tập hết thuộc hết bài ấy. Bài này anh hát là lên top luôn anh Đông ạ. Bài lên top top 1 luôn. Hot của mạng xã hội hiện nay. Hay quá. Tuyệt vời. Cô Toán đâu rồi? Đấy, bây giờ đang đợi chủ nhà này các bác ạ. Đấy, Hoàng Hiền và cô Toán thì hẹn chủ nhà là hôm nay rồi. Nhưng mà bác chủ nhà thì Hoàng Hiền vừa điện thì bác có bận việc đột xuất các bác ạ. Các bác có việc đi một chút, tí bác sẽ về. Đấy, trong lúc chờ đợi thì các bác sẽ thưởng thức những cái chương trình văn nghệ rất là ý nghĩa do anh Đông Tí Hon và cô Toán Tí Hon gửi tặng các bác trong một ngày vô cùng vui hôm nay. Đấy, à, một chung kiểu ảnh kỷ niệm nha. Đây chụp cả Hoàng Hiền này. À, cô Toán ơi. À, đấy, tất cả. À, cô Toán đứng rồi. À, một ai cười tươi. Rồi lên cho vui. Rồi đẹp quá các bác ơi. Đấy, các bác xem video này. Nhiều video Hoàng Hiền không quay mặt nên các bác bảo là không biết mặt Hoàng Hiền như nào. Các bác xem video lâu rồi thì là biết kênh, biết mặt em rồi. Các bác mà nhiều bác là mới xem kênh ấy thì các bác chưa biết mặt của em. Nhưng anh Đông thì rất là quen. Anh Đông Tí Hon này hot rồi, rất quen rồi. Văn nghệ. Xin mời anh Đông. Để đổi hoa chim mà để đổi hoa chim chim chiều hoa vào chuyện. Vào chuyện ngày xưa em đổi hoa chim chế chiều hoa chế nồng. Chế nồng chế em đổi hoa chim vào chuyện ngày xưa lòng. Vào chuyện chồng đối bài trên bài cho bác hết rồi ạ. Em hát ra cho bác bài nữa. À được. Cần phố nào nhớ không em, dài đông mình là đêm đêm muộn. Cần phố nào thì em đã đổi, còn trong quanh thì em trông rồi. Chị không em, chị không đây sao. Mà cho bác không ạ. Ok, xin cảm ơn giọng hát của anh Đông Tí Hon. Hát xong à? Anh à, cô Toán bảo anh Đông đi hát xong á. Dạ. Bạn tình ơi. Nhưng bạn tình ơi bây giờ không phải không, anh không hát là dẫu gì cũng xa nhau rồi mà. Dẫu gì cũng yêu nhau rồi. Bạn tình ơi. Cô hát tặng khán giả bài nhá. À được. Một lời trân trọng sức khỏe nhất cho cô ca sĩ Dương Đình Đông với lại ca sĩ Dương Thị Toán. Vâng, xin mời cô. Xin mời khán giả mang lời ca tiếng hát của cô có dừng Thị Toán. Này MC luôn đấy. Vâng. Vâng, xin mời cô. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa. Chuyện tình nhà mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Hai lắng con đường xưa xóa mờ niềm đau năm cũ. Sương buồn lành môi anh em thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nay anh với em gặp nhau tưởng rằng mình quen nhau chưa, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau hứa hẹn mùa đông muôn thuở.
chim én và xôn xao ta ấm lại tình có nhau có chim hát. Yeah. Hay quá. Cô Toán hôm nay lại hát bài mới nhanh đâu nhá. Lại ra bài hit mới rồi. Anh có bài hot, cô Toán cũng có bài hot. Bài cô Toán là bài Lối lại tình xưa. Bài của anh Đông là bài gì nhỉ? Nghe Minh Mang à? Minh Mang à? Ờ. Hoa Xím. À, Hoa Xím. Thành phố nào? Thành phố nào? Anh Đông có mấy bài hot. Đấy, xin mời cô Toán tiếp đấy. Nó sẽ có bác à? Bao nhiêu năm trong dòng đời lại hát tiếp. À hát 300 dòng đời. À lại bài hot nữa rồi. Lại bài các bác khán giả. À, xin mời cô. Bao nhiêu năm theo dòng đời lúa trên khiêu bạc nhiêu vườn hoan cát bụi lời tuổi thơ lọt vào trải qua giấc mơ nước qua màu thời gian trôi mau lời bền lâu là lời lắng sâu. Thiếu quê hương ta về đâu có xin hết ạ. Yeah. Hay quá. Đấy, bài hát đúng tâm trạng thật nha. Đúng thời điểm các bạn đây. Thiếu quê hương ta về đâu. Đây quê hương đây. Đẹp tuyệt vời tổ quốc ta ơi đây. À, đây đang đợi nhà bác chủ nhà đây, nhưng bác ấy đang có việc đi chưa về. Đấy, anh Trung nói chuyện các bác tiếp. Chào bác ạ. Các bài hát vui quá. Ừ. Nhưng mà là rất tình cảm với các bác các chị. Chào buổi tối ăn cơm chén ngon. Ừ. Đấy, ngủ chén ngon. Đấy. Rất khỏe mạnh. À, mẹ già như chú trên cây à? À được, à, xin mời cô. Bằng lời ca tiếng hát để tặng các bác khán giả trên mọi miền khắp nơi quê hương. Vâng. Chúc các bác một lời chúc trân trọng sức khỏe nhất ạ. Vâng vâng vâng. Cô hát ạ. Vâng. Mẹ già như chuối trên cây gió lay mẹ rùng còn phải mồ côi tội lắm ai ơi đói cơm lỡ bương biết ngày cô xin hết ạ. Yeah. Hai ca sĩ của ta thể hiện rất hay. Vẫn chưa đi về. Cô Toán ở đây xem bác ấy về chưa. Quế đây cho cắn con. Quế đứng đây. Đi ra đây. Cho cắn đấy. Đợi đợi mẹ lên. Nhưng mà chưa tiếng xe máy chắc chưa về. Chưa về à cô? Bác hỏi nào. Em mời chạm cho bác bạn Trinh ơi. Bạn Trinh ơi à? Ừ. À được, rồi, xin mời anh. Bạn Trinh ơi, trong chồng đi xa nhau rồi. Dòng sông đứng chờ đi phải dậy chưa đâu. Đã cứ ai cứ xa nhớ đi em đất mơ. Yeah. Hết rồi. Bác về cô Toán. À ok, được ok. Đấy, bác bây giờ mới về. Ờ ok. Ôi đấy để em quay. Để em gửi tiền. Nhìn hết không? Giấy này. Cầm cái giấy này mai xuống. Đây cho cái thẻ của Toán đi. Lên thành. Ừ. Vâng. Ui. Đến bình của ai đây? Xong. Mang ở đến bình rồi. Vâng, tí tối. Rồi ok, bắt đầu nhé. Ở đây xuống. Cũng quay được cái toàn này á. Ok. Xin chào tất. Cứ đứng lên nè. Ok, gậy chú. Quay chú, cứ tuần quay quá nét rồi. Ok, quá đẹp rồi. Được, ok. Xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại bây giờ Hoàng Hiền đang có mặt tại nhà Thím Chiến rồi. Đấy, bây giờ thì Hoàng Hiền sẽ gửi tiền cho Thím Chiến. Đấy, sau đó thì là sẽ dắt bò về. Bò thì là Hoàng Hiền đã nhờ bác Vĩnh. Tí nữa thì bác sẽ cho xe lên đây chở. Như nhà anh Yến hôm qua mà anh Yến trợ giúp cho nhà bà Lý ấy các bác ạ. Đấy, về tận nhà luôn. Vâng. Bà Lý hôm qua bà Lý uống. Vâng, bà Lý hôm qua ở phòng uống. Thì là tiền lúc trước thì là Hoàng Hiền cùng với lại cô Toán và Thím Chiến thì đã thống nhất rồi. Số tiền là 13.800.000 đồng các bác nhá. 1 triệu này. 2 triệu. 3 triệu. 4. Để được khắp bạn.
5 6 7 Đó mà lại dính vào đèn ố. 8 9 10 11 12 13 14 đấy. Xong tí một tí thì tí gửi cho cháu 200 nghìn. Thì là 200 gì? Vâng, đấy thì thêm đủ ấy. Đây có dính không nào? Đại hoàng nghiệp bù. Ủa, bù nào có chung loại thì phải đến mấy lượt đấy. Quay bác thịt ra đây. Tí có đếm đủ nhá. Vâng. Tiền bạc rất rõ ràng. Vâng. 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 Đây 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 nữa. Có cả cái bình nóc ấy. Vâng. Đang làm nhà chưa? Vâng chưa. Cái bình nóc như thế nào? Đang chuẩn bị vào. À, vâng. Bây giờ bán nhà thì phải xong rồi. Có nhà đẹp rồi, đông có nhà đẹp quá. Bò có lợn nha. Đến giải lần nữa cho chắc ăn. Đến to đấy. Ngoại chồng. Vâng, đồng. 18 nha, 14 triệu nha. Vâng, vâng. Nhất trí. Vâng. À, rồi lại 200. Vâng. Tính đâu rồi? Đấy. Rồi, đây. các bác ạ, bò thì là bò thím chiến thì là giá tiền là 14 triệu. Hôm đó thì là thím có trao đổi là ra vốn cho cô toán tí hon là 200 nghìn. Thì còn lại là 13 triệu 800. Đấy. Vâng. Thì cứ cầm đi. Vâng. Đấy, đang đợi đợi Vĩnh lên. Đấy, bò đây các bác. Vâng. Bác thì ăn mạnh không? Oanh rơm rồi. Đó. Đấy, đẹp như trong tranh. Con này đúng rồi. Con này quá đẹp luôn. Ấy nhở. Nhà thêm chiến nhiều ngô ghê nhỉ. À ngô này bẻo cái bãi không gần nhà cô Toán này đúng không? À. Quá đẹp. Đấy, xui xẻo rồi này. Tuyệt vời không? Nghĩ ăn vạn cũng sống. Quấy được thì càng tốt. Ăn vừa cho vừa thôi. Giờ nó cái giá thì cho độ hơn bơ thôi. Muốn thì nó chỉ cho nước con nhưng mà nhiều nguồn mía thì chỉ không chắc. À, đến rồi, đến rồi. Ok, ok. Vâng. À, đây, 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 đây. À, đến nào. Chào chào bác Vĩnh nhá. Vâng, 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 vâng. Đi đường nhà bà luôn. Con nhà bà ấy. Hả? Đường trên là đường nào? Ờ đường, đấy đây. Vào nhà chú Lâm ấy. Vào chú Lâm ấy. Bác biết đường rồi, bác còn không biết đâu mà. Vâng. Cứ đi qua nhà ông Lâm sang được nhà này. Vâng. Ờ ok ok. Ra đây, nhung với dòng này. Vâng. Ra đây, ra đây, ra đây. Bò xúc xẹo nó thắt được. Kiểu đóng nhà đấy. Đóng nhà. Chờ về đây, cho luôn lên xe. Bác cứ lùi lại xe vào đấy, ông cho lên xe. Đoạn này vướng, đoạn này vướng, chốc. Đoạn vướng. Có ra đây bà Chiến đây. Được đây, thì tím ra kéo xuống đây mà. Đấy một. Nè. Chân. Đấy, chân.
Đấy, về nhà cô Toán nhá. Ôi, ngồi ngoan nhỉ. Đi ngay á. Ra đây con. Dạ. Ông bảo, đây là con nhà cô Toán ạ. Vâng. Đấy, dạ đây là các bạn, rất đẹp à. Đâu đâu có đâu nào anh biết nha, không biết đâu nào đâu. Rồi. Trước trước nhà Toán ở nhá. Con này to thật nhỉ. To thật. Vâng. Con này nó lực nữa. Quế thích không con? Con thích chưa? Đẹp chưa? Đẹp lực nữa luôn. Đấy. Bò to hơn bò nhà Đông này, nhìn thấy chưa? To. Con này to thật đấy. Ngồi xe cao lên, xe ra ngoài nhìn cái to à? Đẹp to. Nếu mà ta thích má của bò nó đang lên 3 người hỏi. Bây giờ con nhà Lăng Lục 3 người bà hỏi nhà bà. Có nhiều người hỏi. Bò đẹp thật, bò đẹp. Nhìn nó đứng một mình nhìn ăn nhỉ. Toàn diện như ăn không phải chê gì cả. Tao ở gần đây tao mua chuồng con luôn đấy. Vừa rẻ vừa đẹp. Vâng. Anh có thấy rẻ không nhỉ? Con bò này 2 triệu. Rẻ chung đồ nhưng mà chắc là được con bò đẹp. Tao phải nói nhau một câu với đúng rồi, rẻ đẹp. Con bò nó đẹp. Mẹ giống rồi đấy. Mẹ nhớ con đấy. Ừ. Ừ. Bò này nó hết đang một số mỡ sẹo nó phi hơn. Nó riêng nó đi nước nào đâu nó không phải gì cả. Rồi. Thế hơn năm rồi. Thế tới rồi ta. Cứ phải hết tới. Anh Đông tí hon. Cháu chăn con bò mà tiếp thính lại gì là con lỗ 400.000 bên nào. Không chỉ đang ngày xưa bò biết ngay lên trên đứng mấy rồi. Cơ bản là nhà lo gì đang về với nhà cô Toán tí hon rồi. Rất là vui mừng, tuyệt vời. Mừng không cô Toán ơi? Vui lắm à? Tuyệt vời quá. Con bò này phải nói là đẹp đấy, đẹp như trong tranh vẽ họa mi. À. À. Cô Toán lại bảo đẹp như trai Hàn Quốc. Gái Hàn Quốc rồi. Chơi này của anh Yến phải không? Phải Yến không? Chơi người khác à? Hello. Quen không mà Milo? Anh đâu? Dạy chị. Chị gái nhà? Dạy không phải nào. À thế không? Dạy đây. À. À. Đang nhớ mẹ nó giống á. À. Cô toán chặt toang chưa? Chặt rồi thì ok. À. Cắt tại cỏ đây rồi à? À được, ok. Cô Toán nó rất may là chú Lâm lại cho cô Toán không bái cỏ. Đấy, đây là cô Toán này. Thoải mái cỏ chăn. Đợi cái cỏ kia lên lớn lên là vừa. Nhưng mà buồn mỗi một cái là chị gái ruột của cô Toán lại không cho cô Toán đi ở đường đấy. Đấy. Rất là buồn ở chỗ đấy. Chán lắm.
còn khoảng độ một cây số nữa đấy, là bò sẽ về đến chuồng nhà cô Toán tí hon đó. Bài cho vui anh Đông ơi. Ừ. Em chạm cho bác một bài nhé. Bài nghe mình mang ấy. Bài nghe mình mang mới hay. Ừ. Đầy du bò đen đen mang đen mang cháu đi xe làng đầy chẳng trồng cội màu vươm vàng lớn cháu chơi lấy chồng không làm gì để lời du. Đó thôi. Cô Toán. Cô Toán. Cô mà hát văn nữa bỏ nó phá toang nó chạy rồi. Cô Toán thấy anh Đông hát bài hay quá, cô Toán này hát luôn. Chú bò đen đen mang đen mang cháu đi xa làng đây chẳng chụp rồi màu bướm vàng lấy chầm chớm làm nhũ rồi lấy chầm chớm làm gì là lại chú em buồn. Thế nên bảo là anh Đông tí hon của ngày nay không phải anh Đông tí hon của ngày xưa đó. Đấy. Đúng như cô ấy, cô bây giờ phải của ngày xưa đâu, ngày cháu mới vào gặp cô ấy. Ô nói chi tiết. Hát hát có phong cách hất mặt thằng bên. Đấy đấy. Cô Toán bảo cô không phải là bà Toán của ngày xưa nữa. Đây đến nhà, đến nhà, đến nhà. Đấy, cô Toán mở cổng, cô Toán mở cổng. Quế ngồi mà. Đấy ông. Rất tuyệt vời. Con này to bò thật đấy. Béo mũm mày. Xe nó vĩnh khó đang vào xong á. Vào được không? Con chào bà nhá. Con chào bà. Đấy, bà thấy bò đẹp không bà ơi? Vâng. 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 Thôi chơi bà. Vâng. Cô Toán bỏ cái sắt ra cho đi, cô Toán. Được, 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 được. Tỏ ra đấy nhỉ, nhìn nó sừng sững sững này. Con thấy đẹp chưa? Chú cực kỳ ưng ý con bò này con. Này có việc đi sang bên này. Đấy. Đây. Mạnh. Lời ru buồn nghe mênh mang bên lũy tre làng. Đấy, ôi đẹp quá. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ôi, được, được, được. Đấy. Đẹp, bò đẹp chưa Toán? Con đỡ mỏi chưa? Vẫn hòa. À. Vâng. Đấy, bò đẹp rồi. Đấy. Chú hiệu rồi bà. Vâng. Đẹp lắm rồi. Vâng. Ôi, các bác ạ, đến nhà chị Toán, chị Hoan rồi đấy. Bò rất là đẹp các bác ạ, đã về nhà cô Toán rồi. Rất vui mừng cho gia đình cô Toán. Đấy. Đó, đẹp lắm rồi bạn. Quá đẹp.
Đấy, về ở cô Toán cô chăn nuôi con nhá. Đấy. Lớn thật nhanh, làm giàu cho cô Toán. Và chuồng này là toang đây rồi. Đấy. Đẹp long lanh. Anh đông đi anh đâu ơi. À, đây cho nó lên. Phi ở người. Đây sang anh cho. Anh đâu ơi. Đây sang chuồng này thì không thể nào vào được. Đây chuồng quá chắc chắn nhỉ. Buộc vào toang này không lo gì. Thôi lại chắc quá. Ừ. Quá chắc chắn. Quá đẹp, vui mừng. À, mái. Còn ngoài hiên mai chúng đâm chúng lợp nốt ngoài hiên nữa. Đang lợp 1-2 tấm này. Hả? Chuồng này rộng mà. Chuồng này có nhốt 3-4 con bình thường. Mấy các bác nhìn nó rộng này mà. Đấy. Bên này chuồng này nữa mà. Hai chuồng. Thoải mái. Vĩnh đang cởi chạc. Chào bác ơi, em hát cho bác một bài nữa nè. À được, được, được. Bài mình mang ấy. Để dù buồn đen đen băng đen băng sâu lý xe làng để trầm trầm trôi màu. Mưa đây đây bác đây ạ. Đây trầm trầm làm gì rồi về đây trầm trầm làm gì để lại chú em buồn. Hay quá đấy. Anh hát xong cái bò vào chuồng ngay. Ngoan nhỉ. Vào như không cái nhỉ. Đấy tuyệt vời. À, đẹp quá rồi ok. Vâng. Quá đẹp luôn rồi. Đấy. Tuyệt trần. Ừ. Đấy. Ở đây nhá. Ở đây thì này lớn nha. Vâng. Bà thấy đẹp không? Quá đẹp nhỉ. Con này quá nghí luôn. À đây cỏ đây à? Được. Được. Đấy, nào, ăn đi con. Ừ, đây. Ăn hết tí nữa ăn ngay ấy. Ừ. Đang nhớ mẹ tí ấy. Vâng, vâng. Nó giống ấy, đêm này giống. Vâng. Đấy, ăn luôn đây. Đấy, quấy thì sợ nè. Sợ được mà không đợi xuống sợ được đây. Hiền lắm. Này. Ừ. Đấy. Hiền này. Vâng. Đó, tuyệt vời rồi. Rất vui mừng rồi. Đấy, gọi mẹ ơi. Nhưng mà yên tâm mẹ thì ở cùng xóm nên là không lo. Mẹ ở cùng xóm thôi. Hôm nào thím chiến cho bò lên chăn thì lại gặp mẹ. Đúng không? Vâng, vâng. Vâng, vâng. Cãi nó, cứ cãi thì nó ăn. Đi vào con ơi, đi. À. Cô chưa dòng điện này à? Con nắp bóng điện ra ngoài cho nó sáng. À. Đoạn dây với cái bóng ra ngoài này. Có bóng điện. Vâng. Chăn nuôi. Cho nước nuôi đến đêm hôm đi về. Vâng. Đó. Có nước bác Vĩnh ơi. Ngồi đi anh trông tí không? Em có rồi, anh ngồi đi. Về. Anh đâu có chuyện các bác anh đâu? Chào bác ạ. Hôm nay thì chị Toán chỉ huân nên rất bỏ về đến nhà rồi. Ừ. Bỏ vừa béo. Ừ. Và rất béo. Nhanh nữa. Ừ. anh thích không? Thích. Mừng cho chị cho cô Toán nha. Ừ. Mừng quá. Ừ. Vâng. Bảo ơi vào nước Bảo ơi. Vâng. Đấy, rất là vui mừng các bác ạ. Vì bò đã vào chuồng nhà cô Toán tí hon rồi. Rất là tuyệt vời. Đấy. Cô Toán có muốn nói gì với lại các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình mình không? Cô xin cảm ơn vì là bò đã về chuồng cô rồi, bò rất là đẹp ạ. Em cô xin cảm ơn các bác, các anh, các chị ạ, đã trẻ con em ạ. Vâng. Có bò chăn mà đẹp lắm rồi ạ. Vâng. Xin lời chúc sức khỏe anh trên mọi miền khắp đất nước quê hương, em xin cảm ơn ạ. Vâng. Rồi em tặng hát bài.
À dạ. Vâng vâng, xin mời cô. À, xin mời cô. Vâng vâng. À dạ. Như MC chuyên nghiệp luôn. Vâng. Vâng, xin mời cô ạ. Cây trúc sinh tang tình là cây trúc mộng. Cây trúc mộng bên bờ ao, chị hai sinh tang tình là chị hai đứng. Đứng nơi này hoa lỡ trông càng xinh. Cô xin hết ạ. Yeah. Vâng vâng. Tuyệt vời quá cô ạ. Vâng vâng. Vâng. Quế, con có muốn nói gì về các bác, các mạnh thường quân không? Dạ, con cảm ơn các cô, các chú đã giúp nhà con có bò. Con chúc các cô luôn luôn khỏe. Ăn cơm thật ngon, ngon ạ. Con lại chúc từ Bắc Đông rồi. Vâng, thì qua đây thì cháu Hoàng Hiền cũng xin phép mà thay mặt cho gia đình cô Toán Tí Hon xin chân thành cảm ơn tất cả các bác, các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với Hoàng Hiền, quan tâm giúp đỡ gia đình nhà cô Toán Tí Hon có được như ngày hôm nay. Đấy. Và tất cả các bác, các mạnh thường quân, những ai giúp đỡ nhà cô Toán những cái gì thì Hoàng Hiền đã bắn tên trong các cái video mà các bác xem video trước rồi. Đó, cháu chỉ... một lần nữa là cháu rất là cảm ơn các bác và cháu xin kính chúc tất cả các bác, các mạnh thường quân cùng toàn thể gia đình có một cái sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Cháu cảm ơn các bác rất là nhiều đã đồng hành cùng với cháu để giúp đỡ gia đình nhà cô Toán Tí Hon. Đó, và rất nhiều các hoàn cảnh khó khăn khác trên kênh của cháu nữa, cũng như anh Đông Tí Hon. Đấy, và cháu rất hy vọng rằng trong cái thời gian tiếp theo, cháu sẽ tiếp tục được đồng hành cùng với tất cả các bác, các mạnh thường quân để giúp đỡ cho thật nhiều bà con hơn nữa, cho bà con có những cái động lực, có những cái niềm tin hơn, giúp bà con vơi bớt những cái khó khăn trong cuộc sống này, vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình, có điều kiện để nuôi cho các con ăn học lên người, ví dụ như nhà anh Đông Tí Hon cũng như nhà cô Toán Tí Hon như thời điểm hiện tại đó. Và cháu cảm ơn các bác rất là nhiều đó. Bây giờ thì cũng muộn rồi. Đấy, Hoàng Hiền thì cháu cũng xin phép là kết thúc cái video này ở đây. Và cháu xin hẹn gặp lại các bác trong các cái video tiếp theo của cháu. Cháu xin kính chúc tất cả các bác cùng toàn thể gia đình, đấy, cũng như các quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube của cháu cùng toàn thể gia đình có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và thành công. Chúc các bác có thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều bình an. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Vâng, luôn luôn chúc cho các bác luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho cháu Huyền luôn luôn có một sức khỏe dồi dào ạ. Vâng vâng. Vâng, cháu xin cảm ơn ạ. Vâng vâng. Trân trọng cảm ơn các bác. Vâng vâng, cháu cảm ơn cô nhé. Vâng, cảm ơn cô rất là nhiều. Thế mời thầy chào các bác, các chị bạn trẻ ăn cơm thật ngon. Vâng. Ngủ thật ngon. Vâng vâng. Khỏe mạnh nhé. Vâng. Chào các bác nha.